Trịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ tám Tích Công Lũy Đức Tập 224 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Thời gian ngày 31 tháng 7 năm 2015 Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, dịch giả sư cô thích tâm thường, giáo chánh thích thiện trang. Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm khỉ tùng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nãi chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật Nải chí mạng tồn Quy y Phật đà Lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Chư chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 555 Hàng thứ tư từ trái qua khoa đề tâm thanh tịnh chia làm hai đoạn nhỏ đoạn thứ nhất nêu tổng quát kinh văn chỉ có hai câu ư ừ, vô lượng kiếp tích thực đức hạnh kinh văn tuy chỉ có hai câu nhưng nội dung rất phong phú Vô lượng kiếp Chúng ta nhìn thấy rồi Vô lượng kiếp làm điều gì? Là tích đức Trồng phước Thực là dung trồng Có thể thấy được Đức là quan trọng biết bao chúng ta xem chú giải của niệm lão đoạn đầu của phẩm này nói rõ trang nghiêm tịnh độ ba đoạn tiếp theo tỏ rõ thanh tịnh trang nghiêm tâm của chính mình nghiêm là trang nghiêm tịnh là thanh tịnh vì sao vậy tiếp theo nói vì tâm và cõi nước không hay tâm tịnh thì quái phật tịnh nói ra đạo lý rồi cho đến thời cận đại nhà cơ học lượng tử đã phát hiện ra sự tồn tại của nituno mới nói với chúng ta hiện tượng vật chất cõi nước là hiện tượng vật chất hiện tượng vật chất đến từ đâu do từ tâm sanh tâm tịnh thì cõi phật tịnh người cầu sanh tịnh độ thì đầu tiên phải cầu tâm thanh tịnh Mục tiêu <laughs> của sự tu trì này Ở ngay trên đề kinh Đề kinh của kinh này Đoạn đầu tiên là nói quả báo Đái thừa vô lượng thọ trang nghiêm đây là quả còn nhân là gì nhân là thanh tịnh bình đẳng giác tu thanh tịnh bình đẳng giác thì cảm được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm trên đề kinh đã đầy đủ nhân quả nên đồng học tu tịnh tông phải biết tu điều gì chẳng thể không biết điều này niệm phật cầu sanh tịnh độ mà còn tranh chấp tôi gặp được một đồng học truyền tin tức cho tôi niệm phật đường nơi đó của họ có người chủ trương niệm bốn chữ có người chủ trương niệm sáu chữ tranh luận suýt nữa đến mức cãi nhau vậy có thể giảng sanh không chính mình không thể giảng sanh làm cho người khác cũng không thể giảng sanh Nên niệm Phật đường thời xưa nhiều Tổ sư Đại Đức biết căn tánh của mỗi người khác nhau Người muốn niệm bốn chữ Thì có niệm Phật đường niệm bốn chữ Quý vị đến bên đó Người muốn niệm sáu chữ Thì có niệm Phật đường niệm sáu chữ Không xung đột Tách các vị ra Có người thích niệm lớn tiếng Có người thích niệm nhỏ tiếng Thích lượng tiếng thì có niệm Phật đường niệm lớn tiếng Thích nhỏ tiếng thì có niệm Phật đường niệm nhỏ tiếng Nên phải có đủ Để quý vị không sanh phiền não Chư Phật Bồ Tát Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Tốt Chúng tôi ở trong kinh giáo cũng thường hay nhắc nhở đồng học. Vì sao chúng ta học Phật không thể chứng quả? Học suốt cả đời cũng không chứng được sơ quả. Nguyên nhân là gì? Là chưa buông xuống năm loại kiến hoặc chẳng những chưa buông xuống mà ngay cả việc giảm nhẹ cũng chưa làm được về năm loại kiến hoặc đầu tiên là thân kiến thứ hai là biên kiến biên kiến chính là đối lập đối lập với người khác đối lập với việc đều đối lập với tất cả dạng vật. Nếu không buông xuống tâm này, thì niệm cả đời này cũng đắc không được tu đà hoàng. Quý vị không có phần trong sơ tính của Đại Thừa. Quý vị là người ngoài ngành Phật Pháp, chưa vào cửa. Sư tính giống như là lớp một tiểu học của Đại Thừa. Sư quả là dị thứ thấp nhất của Tiểu Thừa. Cũng lấy không được còn nói điều gì nữa. A-mi-đà Phật biết tình trạng của chúng ta. Đặc biệt, mở ra pháp môn này hàng ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung một niệm mười niệm đều có thể giảng sanh nhưng nếu lúc lâm chung vẫn buông không xuống vẫn còn tranh luận vẫn còn cãi nhau thì người đó chắc chắn không thể giảng sanh vì sao? Bởi sau khi quý vị giảng sanh, quý vị sẽ làm xáo trộn rối tinh rối mù thế giới cực lạc. Trật tự ở thế giới cực lạc cũng bị quý vị phá hoại. Quý vị đi được không? Nên Đức Phật không đến tiếp dẫn quý vị. Nhất định phải buông xuống thân kiến, buông xuống biên kiến. Kiến thủ kiến và giới thủ là thành kiến. Cho mình là đúng phải buông xuống điều này sau đó chính là buông xuống tất cả mọi cách nhìn sai lầm thì quý vị mới có thể chứng đắc sơ quả trong đại thừa mới đạt được một bậc sơ tính dị bồ tát dị thứ là thấp nhất nhưng là rất đáng quý đạt được dị thứ này thì sẽ không thoái chuyển có vị thứ này chính là thánh nhân tiểu thánh tiểu tiểu thánh quý ngài sẽ không thoái chuyển đến địa vị phàm phu nên gọi là vị bất thoái loại đầu tiên trong ba bất thoái vị bất thoái là rất đáng quý người lấy được địa vị này niệm phật giảng sanh là chắc chắn được sanh không có một ai mà không giảng sanh Thật sự tin có thế giới cực lạc Có a mi đà phật tín nguyện đầy đủ Thì điều kiện của giảng sanh được thành lập Niệm Phật Không luận nhiều ít Mà luận ở công phu Công phu là gì? Niệm hết phiền não rồi Trong tâm chúng ta phiền não vừa khởi hiện hành liền tức khắc là Ami Đà Phật khống chế được phiền não. Dần dần không sinh phiền não nữa. Đó là công phu. Cần phải thật sự khống chế được phiền não. Không sanh phiền não. Thì chứng đắc vị trí của sơ quả Quý vị giảng sanh đến thế giới cực lạc là đi xếp lớp Quý vị không phải ở đồng cư độ Mà quý vị là ở phương tiện độ Phương tiện độ cũng là Ba bậc chính phẩm Bốn độ đều nói về công phu chẳng thể không biết điều này vì vậy cần phải buông xuống cổ đại đức dạy chúng ta thân tâm thế giới thân chính là thân kiến tâm chính là tư hoặc đây là kiến hoặc tâm là tham sân si mạng nghi phải buông xuống thân tâm thế giới hoàn cảnh xung quanh bên ngoài không còn chịu sự quấy nhiễu nếu có quấy nhiễu thì chúng ta có thể không tiếp nhận Niệm Phật như vậy giảng sanh đến thế giới cực lạc thì phẩm vị được nâng lên. Tiếp theo, niệm lão giải thích cho chúng ta. Ư ừ, vô lượng kiếp tích thực đức hạnh là sự nêu tổng quát của ba đoạn tiếp theo đây. Kiếp là biểu thị thời gian cực kỳ dài rất khó ví dụ so sánh vô lượng kiếp vô lượng kiếp là biểu thị số kiếp lại thêm vô lượng đây là thời gian vô lượng cực kỳ dài đây là nói về thời gian nên thời gian ấy không cách nào xưng nói không thể tính toán đo lường chí là tính toán con số quá lớn rồi không tài nào tính toán không cách nào để đo lường được để biểu thị sự lâu dài của tu hành nói những người nào không phải nói người khác chính là nói chính chúng ta Chính chúng ta trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, đều đang tu hành. Từ đến ngày nay, mà ngay cả sơ quả cũng chưa chứng được. May mắn gặp được Phật Pháp có thể sanh tâm quan hỷ. Có thể không hủy bán, có thể tiếp nhận, một chút ít thiện căn này hoặc nhìn dường như không có gì nhưng do nhiều đời nhiều kiếp tu thành nếu không có nhiều đời nhiều kiếp thì dù phật bồ tát đến khuyên họ họ cũng không chịu tin còn chúng ta vừa tiếp xúc liền có thể tin được không phải là do ngẫu nhiên Chữ hạnh Hạnh là hành vi Sự tạo tác của thân khẩu ý Đây là hạnh Vì đức hạnh Điều thiện được thành tựu gọi là đức Thì đó gọi là đức Đạo có thể thành Chúng ta gọi đó là hạnh Nên đức hạnh chỉ công đức và hành nghiệp hành là tạo tác kết quả của tạo tác gọi là nghiệp nghiệp có tịnh nghiệp có nhiễm nghiệp trong nhiễm nghiệp có nghiệp thiện có nghiệp ác chúng ta liền biết điều gọi là tịnh nghiệp đều đã buông xuống hai bên thiện và ác vậy mới là thanh tịnh tịnh nghiệp đó là đức hạnh công đức Vô lượng vô biên Chúng ta nhìn thấy chư Phật Bồ Tát Đời đời kiếp kiếp Tích lũy đức hạnh Vì đức hạnh Điều thiện mà được thành tựu Gọi là đức Đạo có thể thành gọi là hạnh Nên đức hạnh Chỉ công đức Và hành nghiệp còn chỉ hạnh của đầy đủ công đức Tức là tam vô lậu học Giới định huệ và lục độ Đó là đức hạnh Chúng ta ở đây nếu thử hỏi chúng ta Chúng ta trong đời sống hàng ngày Có nắm chắc giới định huệ hay không? có niệm niệm không quên lục độ hay không đây là tiêu chuẩn nếu ngày này chúng ta không có tiêu chuẩn đó thì ngày này trôi qua vô ích luống qua rồi Khi tôi mới học Phật, Đại sư Trương Gia dạy tôi bố Thí Dạy tôi vào cửa Thì phải hạ thủ từ ba loại bố thí Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý Độ đầu tiên trong lục độ nếu không có năng lực. Không có khả năng thì phải có tâm. Phải có nguyện này. Gặp được duyên thì tùy phận tùy lực, viên mãn công đức. Bố thí tiền không nhất định phải bố thí bao nhiêu, mới là công đức, không phải vậy. Quý vị có tâm bố thí, trên người quý vị chỉ có một đồng tiền, đem một đồng tiền đó để bố thí thì viên mãn công đức. Vì sao? Bởi quý vị chỉ có bấy nhiêu thôi đã đem ra tất cả rồi. Người giàu có bố thí 10 triệu, tài sản của họ rất nhiều, 10 triệu cũng không là gì. Việc bố thí đó của họ không viên mãn, không phải là một trăm phần trăm. Chúng ta bố thí một đồng tiền này công đức lớn hơn họ. Vì sao? Bởi chúng ta là viên mãn, họ không viên mãn. Vậy liền biết công đức viên mãn là mỗi người đều có thể làm được. kết quả của bố thí tài thì được của cải quả báo của bố thí pháp được thông minh trí huệ quả báo của bố thí vô ý được khỏe mạnh trường thọ cần phải tu thật sự tu thì tâm thanh tịnh hiện tiền có thể buông, bố thí thật ra mà nói chính là buông xuống. Chịu buông xuống thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Đi lên tiếp thì tâm bình đẳng hiện ra. Đi lên tiếp nữa chính là giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thấy đều buông xuống tất cả chứa ngại trong tự tánh của chúng ta, Giới định huệ gọi là tam vô lậu học Đồng học tịnh tông chúng ta Vào 30 năm trước Lúc đó tôi sống ở nước Mỹ Đã thành lập tịnh tông học hội tại nước Mỹ Chúng tôi đề xướng giới luật trì giới niệm Phật. Giới luật gồm những loại nào? Là năm khoa. Năm khoa một. Rất đơn giản. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là lục hòa kính. Thứ ba là tam học giới định huệ. Thứ tư là lục độ Thứ năm là thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát Không cần nhiều Chính là năm điều này Chúng ta làm tốt năm điều này Chính là đầy đủ giới Năm điều này có thể giúp chúng ta đắc tam muội Có thể giúp chúng ta khai ngộ có thể giúp chúng ta hành Bồ Tát đạo. Không cần phức tạp. Chúng ta có khả năng làm được, dễ dàng có thể làm được điều này. Là đủ rồi. Tiếp theo, niệm lão nêu ra bốn câu nói trong hội sử trong hội sử nói hạnh là hành nghiệp hạnh là hành vi nhân quả do hành vi tạo ra đều gọi là nghiệp những điều mà ba nghiệp tạo ra thân khẩu ý khởi tâm động niệm là ý nghiệp ngôn ngữ là khẩu nghiệp sự tạo tác của thân thể gọi là thân nghiệp đây gọi là việc làm của ba nghiệp từ sáng đến tối ngay cả ngủ còn nằm mộng nằm mộng cũng là đang tạo nghiệp vì sao bởi công phu niệm phật của chúng ta chưa đắc lực công phu niệm phật đắc lực thì sẽ không nằm mộng Mỗi ngày nằm mộng là đang trách nghiệm chính mình. Nếu nằm mộng cũng gặp ác mộng thì không tốt rồi. Người học Phật, trước tiên công phu của bước đầu tiên có mộng, nhưng không có ác mộng. Công phu tiến thêm một bước, không còn mộng nữa. Đắc tâm thanh tịnh. Những điều này đều là đang kiểm tra công phu của chính mình. Tiếp theo nói, Đức là Phước Đức, được chiêu cảm bởi hạnh, hành thiện được Phước Báo. Lại không phải sớm chiều mà đạt được, nên nói là tích lũy dung trọng quả báo không có nhanh như vậy nên phải tích lũy thực giống như trồng cây nhất định phải đến khi đầy đủ nhân duyên thì mới nở hoa cửa trái tích là tích lũy như từng giọt nước được tích trữ lại thực là dung trồng Giống như chúng ta trồng cây Ươm giống thành rừng Trải qua thời gian lâu xa Không thể tính toán cân đo Nên nói là vô lượng kiếp Các Bồ Tát Quý Ngài Trải qua Thời gian rất dài, rất dài. Chúng ta không cách nào để suy lường cũng không cách nào nói được rõ ràng thời gian dài đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay đều đang tu hành đoạn phiền não thì không dễ công đức tích lũy trong đời đời kiếp kiếp vẫn phục không được phiền não ý niệm ác lời nói bất thiện hành vi bất thiện đôi khi vẫn tạo ra chúng ta cũng rất muốn có thể khống chế được hành vi bất thiện dùng phương pháp nào phương pháp tốt nhất chính là niệm phật tính nguyện trì danh công phu niệm phật vẫn đè không được là do công phu của chúng ta không đắc lực tập khí phiền não nhiều hơn công phu niệm phật của chúng ta chúng ta phục không được chúng chúng ta cố gắng đừng nghĩ đến phiền não mà nghĩ a mi đà phật điều này có thể giúp ích rất lớn ngày ngày nghĩ phật lúc nào cũng nghĩ phật niệm nào cũng nhớ phật không ra tiếng nhưng trong tâm niệm phật rất hữu dụng. Vì sao? Bởi tôi mong niệm hết phiền não, mong niệm hết tập khí. Niệm ra tâm thanh tịnh. Tốt. Niệm ra tâm thanh tịnh liền tương đương với A-la-hán của Tiểu Thừa. Bồ-Tát thất tín dị của Đại Thừa. chúng ta liền rất rõ ràng ba bậc chính phẩm trong phương tiện độ. Thật sự niệm đến tâm thanh tịnh là thất tính dị của Đại Thừa. Ba bậc chính phẩm chẳng phải rất rõ ràng nhìn ra được sao. cửu tính thập tính Thượng thượng phẩm giảng sanh Là phương tiện độ Sư tính dị Cũng không ở phàm thánh độ mà đi lên nữa Hạ hạ phẩm giảng sanh ở phương tiện độ Nhị tính dị là hạ phẩm trung sanh của phương tiện độ Tam tính dị là hạ phẩm thượng sanh Quý vị xem dị thứ này hiện ra rất rõ ràng rồi Đó gọi là sự sâu cạn của công phu chúng ta hãy xem đoạn thứ hai tiếp theo hiển bày riêng biệt được chia thành ba đoạn thứ nhất là hạnh tự lợi trong hạnh tự lợi lại có ba đoạn nhỏ thứ nhất là lìa dục niệm phật điều quan trọng nhất của người niệm phật là lìa dục lìa dục là công phu dục là gì là dục vọng chúng ta xem kinh văn bất khởi tham sân si dục chư tưởng bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp đảng nhạo ức niệm quá khứ chư phật sở tu thiện căn Niệm lão chú giải rất chi tiết. Chúng ta xem chú. Bất khởi, tham sân si dục chư tưởng. Tưởng là sanh tâm khi đối với duyên, gọi là tưởng. À, duyên chính là hoàn cảnh mà chúng ta nói ngày nay. Trong hoàn cảnh có hiện tượng vật chất có hoàn cảnh nhân sự trong hoàn cảnh nhân sự có người thiện có người ác trong hoàn cảnh vật chất có thuận cảnh có nghịch cảnh khởi tâm động niệm đối mặt với những hoàn cảnh này vậy gọi là tưởng không khởi tâm không động niệm khi đối mặt với hoàn cảnh mà không động niệm không khởi tâm không động niệm thì công phu ấy đến nơi rồi đó là người nào đó là phật đức phật không khởi tâm không động niệm khi đối với duyên mà vô cùng rõ ràng vô cùng sáng tỏ đó là trí huệ ngài không mê mờ ngài thấy được rất rõ ràng hàng phàm phu đã mi mất tự tánh nên sanh tâm đối với duyên đó gọi là tưởng quý vị xem tưởng chữ này của nước ta là hội ý trong tâm có tướng đó là tưởng tưởng một người thì tướng của người ấy hiện tiền người khác nhìn không thấy mà trong tâm chính mình rất rõ ràng tưởng một việc thì việc hiện tiền Tất cả dạng vật Tưởng điều gì thì hiện điều nấy Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Đức Phật không sanh tâm Còn Bồ Tát sanh tâm Sanh tâm nhưng quý ngài có thể khống chế được Đó là cao minh hơn chúng ta Quý ngài khống chế thế nào? Quý ngài không phân biệt, không chấp trước cao hơn chúng ta chúng ta khởi tâm động niệm thì lập tức phân biệt chấp trước khởi lên liền cùng lúc khởi tác dụng như vậy trở thành phàm phu a la hán mạnh hơn chúng ta một chút a la hán có phân biệt không có chấp trước Chấp trước gọi là kiến tư phiền não Là điều quan trọng nhất Phân biệt gọi là trần sa phiền não Nhẹ hơn chấp trước Trần sa là tỷ dụ cho nhiều Vừa thấy liền phân biệt Hãy nghe liền phân biệt Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Mới tiếp xúc liền khởi phân biệt Ví dụ so sánh như các bụi là điều mà bồ tát đoạn còn điều mà đức phật đoạn là vô minh phiền não vô minh phiền não chính là sanh tâm chính là khởi tâm động niệm chúng ta dùng phương pháp niệm phật để tu công đức công đức là gì công là công phu đức là không khởi tâm không động niệm đức lớn viên mãn đức phật đã chứng được về phật thì cấp bậc thấp nhất phật có cao thấp Thiền Tông nói rất hay Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Thế nào là Phật? Minh tâm kiến tánh liên thành Phật Minh tâm kiến tánh Có 42 cấp bậc Nói cách khác Đức Phật là có 42 cấp bậc Quý vị là Phật cấp bậc nào? Phật thật, không phải Phật giả. Vì sao? Bởi quý ngài không dùng vọng tâm, quý ngài hoàn toàn dùng chân tâm. Bồ Tát vẫn dùng vọng tâm, nhưng dùng được đúng. Sẽ không dùng sai. Phàm phu dùng vọng tâm dùng tà. Tà là thế nào? Là phiền não, tập khí bồ tát dùng được đúng quý ngài hoàn toàn dùng tiêu chuẩn của phật chính là giới luật của nhà phật khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với giới luật đó chính là dùng được đúng đó chính là đang tích công tâm thanh tịnh hiện tiền đó chính là đức quý ngài thật sự đạt được rồi đạt được tâm thanh tịnh liền chứng quả a la hán đạt được tâm bình đẳng thì chứng quả báo bồ tát giác chính là minh tâm kiến tánh minh tâm chiến tánh liên thành phật rồi à, thành phật giáng sanh thật báo tra nghiêm độ ở thế giới tây phương cực lạc chờ đợi ở nơi đó chờ đợi điều gì là đoạn sạch sẽ tập khí vô minh tập khí vô minh không có cách nào để đoạn nếu quý vị có phương pháp thì liền khởi tâm động niệm. Vậy thì đọa lạc rồi. Chính là đừng để ý tới, tùy theo nó đi. Mỗi ngày làm công khóa của chính mình. Công khóa của chính mình tức là cúng Phật. Cúng Phật là tu phước niệm phật là tu định nghe kinh là tu huệ ở thật báo độ đến đâu để nghe người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc ai cũng thần thông quảng đại giống như ami đà phật có thể quá vô lượng vô biên thân mỗi ngày đều đến mười phương thế giới để bái phật khi bái phật thì cúng phật nghe pháp phước huệ song tu phước báo đó lớn bên này của chúng ta ngày nay ngay cả một vị thầy giỏi cũng tìm không thấy đến cõi nước chư Phật trong mười phương ở thế giới cực lạc. Quý vị nói đến là đến rồi. Không có khoảng cách. Hóa thân đi cúng Phật nghe Pháp không khác với chân thân. Được thọ dụng chân thật. Chân thân ở đâu? Chân thân ở giảng đường của Ami Đà Phật. Không động là hóa thân đi thôi. chẳng những có thể cúng phật nghe kinh mà còn có thể độ quá chúng sanh mười phương thế giới đều có người hữu duyên nếu quý vị thấy có người hữu duyên người hữu duyên cần cầu sự giúp đỡ thì quý vị cũng có thể phân thân đi giúp họ nên hiện thân nào độ được thì quý vị liền hiện thân đó hiện thân thuyết pháp không có sự cân nhắc Chúng sanh có cảm thì quý vị tự nhiên có ứng. Di diệu không thể nói. Đến thế giới cực lạc thì làm được tất cả. Đều thực hiện được rồi. Nên chẳng thể không đến thế giới cực lạc. Tiếp theo nêu ra ví dụ. Giống như đối với cảnh mà chấp lấy tất cả tướng sai biệt về nam nữ dân dân gọi là tưởng bởi vì có thể chấp lấy những sự sai biệt về cảnh giới tiếp theo tham tưởng sân tưởng si dục tưởng là ba ác tưởng đây đều là ác niệm ý niệm không tốt Tiếp theo như trong kinh Úc Ca La Diệt Dấn Nói lúc Bồ Tát hành bố thí Dùng lìa dục tưởng Tu từ tưởng Vô si tưởng Để đối trị ba ác tưởng Ở đây Đức Phật dạy người Lìa dục Lìa tham dục Tu từ lìa sân giận Tu từ bi tâm tưởng Dô si là đối trị si dục tưởng Phương pháp mà ngày nay chúng ta dùng đơn giản hơn điều này hiệu quả lớn hơn chúng ta dùng phương pháp gì là ami đà phật tâm là ami đà phật miễn niệm là ami đà phật thân hành là ami đà phật hoàn toàn y theo ba kinh một luận ba kinh một luận chính là ami đà phật y theo giáo huấn của A Di Đà Phật. Điều này tốt. Bồ Tát xả bỏ vợt để bố thí thì sanh ý nghĩ lìa dục. Thấy đều phải buông xuống thân tâm thế giới đến khi nào viên mãn không còn ý niệm của dục dục vọng nữa thì công đức của bố thí viên mãn nếu còn có dục vọng thì không được phải biết điều này hiện nay chúng ta chỉ có một nguyện vọng cầu sanh tịnh độ mong thị amin đà phật có được không được tu tịnh độ tông thì được đây là phương pháp mà đức phật dạy cho chúng ta còn tu các pháp môn khác thì không được đây chính là sự khác nhau giữa khó và dễ. Tịnh Độ Tông cho phép mang nghiệp. Còn 84.000 pháp môn khác không nghe nói đến việc mang nghiệp. Tịnh Tông chia việc tu hành thành Phật chứng quả thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quý vị đến thế giới cực lạc, quý vị vẫn là phàm phu, sau khi đến thế giới cực lạc mới thành Phật Đó là giai đoạn thứ hai 84.000 pháp môn khác không có giai đoạn thứ hai Chỉ có một giai đoạn Không có hai giai đoạn Khó Chúng ta phải làm cho rõ ràng về khó và dễ nên Bồ Tát, đó đều là điều mà chúng ta bình thường phải học, phải làm. Xả bỏ vật để bố thí, thì sanh ý nghĩ lìa dục. Thật sự xả được. Nhân duyên ban niềm vui cho người mong cầu. Người tiếp nhận bố thí để họ sanh tâm quan hỷ Nên tâm sân hận giảm bớt Đó gọi là tu ý nghĩ từ Dùng công đức bố thí ý Hồi hướng đạo vô thượng Thì tâm si giảm bớt Không si nữa Từng ly, từng tí công đức đều hồi hướng thế giới Tây Phương cực lạc. đại sĩ pháp tạng đây không khởi ba ác tưởng lìa tất cả phiền não ngài tu bố thí lìa tham sân si lìa dục đây là câu thứ nhất câu thứ hai bất trước sắc thanh hương dị xuất pháp sắc thanh hương dị xuất pháp là lục trần chỗ duyên của lục căn những gì mắt duyên là sắc tai duyên là thanh mũi duyên là hương lưỡi duyên là vị Thân duyên là xúc Ý duyên là pháp Tu hành là tu điều gì? Chính là tu những việc này Chính là tu không chấp trước Bất trước là không tham đắm Sắc dân dân là lục trần Một sắc trần là tất cả hình sắc như xanh vàng đỏ trắng và tất cả hình tượng đây đều là đối tượng của mắt thấy đối tượng được duyên bởi nhãn căn gọi là sắc trần chúng ta gọi là đối tượng vật chất những hình tướng này đều là vậy hai thanh trần là tất cả âm thanh. Tiếng âm nhạc và tiếng reo hò dân dân, tất cả đều là đối tượng được duyên bởi nhĩ căn. Ba, hương trần. Những điều được mũi nhận biết, phân biệt. Mùi thơm hay hôi thối là sở duyên của mũi. Bốn vị trần là những thứ được lưỡi nhận biết. Tất cả các loại vị ngon hay dở trong ẩm thực. Năm xúc trần là những thứ được thân nhận biết. Chẳng hạn như mịn trơn thô rít, nóng lạnh, ấm dịu, dân dân. Sáu, pháp trần là sở duyên của ý căn là ý căn phân biệt tốt xấu đối với năm trần trước mà khởi các pháp thiện ác thêm nữa trong sáu trần này như diện mạo xinh đẹp của nam nữ đều mắt thấy đều tai nghe tiếng nhà của đàn sáo ca ngâm âm nhạc mùi hương của chiên đàn và mùi trên thân nam nữ tức do mũi ngửi tất cả vị ngon của thức ăn đồ uống là sở duyên của lưỡi Cảm giác khi tiếp xúc y phục thượng diệu và thân thể mềm mại mịn màng của nam nữ là sở duyên của thân, đều khiến chúng sanh tham đắm việc đó không rời khỏi được. Đây là đưa ra sự cảnh báo nghiêm trọng. Lục căn của quý vị khởi tham sân si. Đối với cảnh giới lục trần khởi những ý niệm này đó chính là vì sao quý vị ra không khỏi lục đạo luân hồi nguyên nhân lỡ chỗ này luân hồi khổ đặc biệt là trong thời đại này của chúng ta thế hệ trẻ của quý vị thì càng khổ hơn tôi Tuổi thơ của tôi tuy sanh ra trong chiến tranh, nhưng lúc đó xã hội an định, xã hội tốt. Giữa người với người đều biết quan tâm nhau. văn hóa truyền thống nước ta vẫn chưa bị mất sạch. Chúng tôi vẫn tiếp xúc được một chút rìa. Ít nhất có thể nói trước 30 tuổi chúng tôi vẫn trải qua cuộc sống của người bình thường người hiện nay phiền phức dứt bỏ sạch sẽ ngủ luôn ngủ thường tứ duy bát đức ngay cả ấn tượng cũng không có nữa quý vị nói xem người khổ biết bao tuy đời sống vật chất tăng lên hơn trước đây giao thông nhanh chóng thuận tiện nhưng đời sống tinh thần khổ cha con không có thân thiết không có tình thương yêu trẻ nhỏ lớn lên tự mình cũng rời khỏi không quan tâm tới cha mẹ cho rằng đó là bình thường. Người nước ngoài là như vậy. Học nước ngoài ở nước ngoài 16 tuổi, rời khỏi gia đình đi ra ngoài thì đừng tìm họ nữa. Trước đây khi tôi ở California. Có một người cũng là đồng tu học Phật con trai của họ 18 tuổi rời khỏi gia đình đi ra ngoài. Họ đến cục cảnh sát để báo án. Người ta hỏi con ông bao nhiêu tuổi vậy? 18 tuổi. 18 tuổi rời đi thì đừng tìm chúng. Nước Mỹ cho rằng 16 tuổi là có thể tự lo cho chính mình. Không cần sự chăm sóc của gia đình. cha con không có sự gần gũi không còn ngủ luôn ngủ thường gồm nhân nghĩa lễ, trí tính người hiện nay bất nhân bất nghĩa không có lễ không có trí không có tính hoàn toàn không còn năm chữ này năm chữ này dường như không liên quan tới họ thế hệ này ở độ tuổi của tôi đây trước 30 tuổi vẫn còn là không bằng trước đây nhưng vẫn còn vẫn thường hay nghe thấy hiện nay nghe không thấy không ai nói nhìn không ra không ai làm nên vì sao chúng ta phải đề xướng lễ tế tổ đề xướng lễ tế tổ mục đích chính là tuyên dương hiếu để trung tính trong văn hóa truyền thống Chính là luân thường đạo đức Để mọi người nhìn thấy Nhắc nhở một chút Một năm ba lần Không thể nhiều hơn Nhiều hơn thì người ta chán Ít hơn thì không nhớ được Dụng ý của việc mở hoạt động này là ở đây. Chúng ta xem văn tiếp theo. Bồ Tát Pháp Tạng đây. Ngài vì chúng ta mà hiện thân thuyết Pháp. Bên trong không có ý nghĩ ác không có ác niệm không có ý niệm của tham sân si liền lìa được nhân của mê hoặc ngài không còn nhân của mê hoặc điên đảo không chấp trước sáu trận đó là lìa duyên của mê hoặc rời khỏi nhân rời khỏi duyên rồi tất nhiên sẽ không có quả của tham sân si mạng. Không còn điều này. Bên trong đã lìa nhân. Tức do Pháp Sư Cảnh Hưng nói, dừng lại cách xa duyên bên ngoài, nên nói không chấp trước sắc dân dân. Bởi vì không có ba ý nghĩ ác, thì mới lìa được nhân của hoạt nghiệp. Sáu trần là duyên, không chấp trước sáu trần. Lại rời khỏi duyên của khởi hoặc. Đây là chân tu hành. Tu hành là tu ở đâu? Chính là tu ở chỗ này. Đó gọi là công phu. Người niệm Phật vô cùng phương tiện thù thắng. Chỉ một câu Phật hiệu Lục căng khởi tâm động niệm trong cảnh giới lục trần. A mi đà Phật. A mi đà Phật. Liền tiêu trừ ý niệm đó rồi. Nên Phật hiểu phải niệm niệm liên tục. Lợi ích ở chỗ nào? Không tạo nghiệp ác cũng không tạo nghiệp thiện đều lìa khỏi thiện ác thì giảng sanh dễ dàng khi giảng sanh thật sự buông xuống tất cả vì sao người niệm phật cuối cùng giảng sanh đi không được nguyên nhân đều ở đây Lục căn của họ lưu luyến trong lục trần không nở rời bỏ. A Đà Phật không đợi quý vị. Thấy ý niệm của quý vị không chuyên thì ngài rời đi. Vì vậy, Niệm Phật Có người truy đảnh niệm Phật Ý nghĩa là gì? Chính là ý nghĩa này à, Truy đảnh là một câu tiếp nối một câu Không buông lời Thậm chí Khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Giảng Sanh Cũng biểu diễn cho chúng ta xem Sáu tháng, nửa năm trước khi Ngài Giảng Sanh Mỗi ngày Niệm 140.000 tiếng Phật hiệu Một câu tiếp nối một câu Câu này nối câu khác Chính là làm như vậy cho chúng ta thấy Ba nghiệp thanh tịnh Toàn là Đà Phật Ngoài Đà Phật ra thì không có gì cả tín nguyện đầy đủ công phu niệm phật là khẩn thiết như vậy nếu chiếu theo những gì được nói trong kinh thì phẩm vị giảng sanh của ngài rất cao khẳng định là ở thật báo độ tuyệt đối không phải đồng cư độ phương tiện độ không phải vậy công phu trong sáu tháng có thể nâng phẩm vị của chính mình lên thượng thượng thừa Ngài Cảnh Hưng nói rất hay Bên trong đã lìa nhân Cách xa dừng lại duyên bên ngoài Nên nói không chấp trước sắc vân dân Bởi vì không có ba ý nghĩ ác Thì mới lìa nhân của hoạt nghiệp Sáu trần là duyên không chấp trước sáu trần Lại rời duyên của khởi hoạt Sư Cảnh Hưng làm sáng tỏ nhân quả ý Nói rằng bên trong lìa nhân của hoạt nghiệp nên có thể dừng duyên của hoạt nghiệp bên ngoài trong ngoài đều rời khỏi vậy vì sao ngài có thể lìa được bởi ngài biết thế gian này là giả không phải thật nhà khoa học ngày nay đặc biệt là nhà cơ học lượng tử chúng tôi đã xem báo cáo nghiên cứu của họ có sự trợ giúp rất lớn đối với người tu hành chúng ta khoa học đã chứng minh tất cả hiện tượng vật chất trong vũ trụ đều là như mộng như ảo không có thứ gì là thật toàn là ảo tướng được sanh ra từ dao động sóng tần số cao trong kinh bát nhã đức phật giảng rất nhiều bát nhã đã giảng 22 năm luôn luôn nhắc nhở chúng ta kinh kim cang là cương yếu của 600 quyển kinh đại bát nhã Người nước ta thích đọc quyển này Dùng điều này giúp chúng ta quán chiếu Để chúng ta thường xuyên nhớ đến Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh Không chấp trước là đúng Chấp trước thì sai rồi không chấp trước không phải là cự tuyệt mà có thể thọ dụng nhưng không nên để trong tâm chính là không chấp trước không để trong tâm mà không hợp tình người thì người ta nói quý vị kỳ quặc quý vị học phật làm thế nào mà trở thành như thế này chẳng thể không nhận biết lục thân mà học phật phải làm ra hiếu để trung tính làm tấm gương cho người thế gian Còn bên trong thì sao? Trong tâm là Ami Đà Phật Bên ngoài là diễn kịch Làm cho người khác thấy Giúp người khác giác ngộ Giúp người khác đoạn ác tu thiện Đây đều là công đức Xem đoạn tiếp theo đây chỉ thích nhớ nghĩ thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu. Đây là một niệm đơn đề mà cổ nhân nói. Chúng ta chỉ cần một niệm này. Một niệm này tốt. Chuyên niệm đà phật chúng ta xem chú giải của niệm lão đảng nhạo ức niệm quá khứ chư phật sở tu thiện căn một câu này là được trích từ trong bản tống dịch đảng là chỉ là duy nhất hai câu này và hai câu trước nên đọc một mạch. Hai câu phía trước là buông xuống dạng duyên, không khởi các ý nghĩ tham sân si dục, không chấp trước sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là buông xuống dạng duyên. Chỉ thích nhớ nghĩ thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu đó là nhất niệm đơn đề chúng ta chỉ cần giữ gìn một niệm này đây thật sự là cương tông của tịnh nghiệp trong kinh hoa nghiêm nói rõ thập địa bồ tát địa nào cũng không rời niệm phật kinh hoa nghiêm tu đến bậc đăng địa cấp bậc sau cùng của Bồ Tát, thập địa viên mãn liền thành Phật. Quý ngài tu con đường thành Phật ở cấp độ cao nhất, tu pháp môn gì tất cả đều là niệm Phật. Nếu niệm Phật không tốt, nếu niệm Phật có vấn đề, vậy đạt đến tầng sau cùng và cao nhất. Thì vì sao quý ngài phải tu pháp môn này? Trên kinh Hoa Nghiêm nói, Tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. địa địa là từ sơ địa đến thập địa đó là mười vị thứ bồ tát của mỗi một vị thứ thấy đều tu pháp môn niệm phật làm chứng cho chúng ta trong địa vị của bồ tát vị thứ của thập địa bồ tát là cao nhất tiếp theo là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là tam hiền. Bậc đăng địa gọi là thập thánh. Tam hiền vẫn còn tu pháp môn khác. 84.000 pháp môn, còn bậc đăng địa đã buông xuống. Nhất hướng chuyên niệm. Niệm một vị Phật nào Tôi không nói thì trong tâm của mọi người cũng hiểu rõ Là thấy đều niệm a mi đà Phật Làm sao biết được Trên hội hoa nghiêm thập đại nguyện dương Của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về cực lạc Quý ngài không niệm a mi đà Phật Thì quý ngài niệm vị Phật nào Vậy chẳng phải đã rõ ràng sao? trong phẩm đại giáo duyên khởi của kinh này nói quá khứ dị lai hiện tại phật phật niệm nhau điều này nói càng rõ ràng hơn phật quá khứ phật dị lai phật hiện tại bốn chữ này là nói chư phật trong ba đời phật phật niệm nhau mỗi một vị phật đều niệm phật mi đà phật niệm chư phật trong mười phương chư phật trong mười phương niệm ami đà phật thêm nữa trong kinh quán phật ta muội nói lúc bấy giờ trong hội liền có chư đại bồ tát trong mười phương số đó vô lượng mỗi mỗi đều nói bổn duyên đều nhờ vào niệm phật mà đạt được niệm phật được điều gì là thành phật đây đều là kinh văn trong kinh Chư Đại Bồ Tát trong mười phương vô lượng vô biên Điều mà mọi người đều nói là làm thế nào Quý vị thành Phật Quý vị tu Pháp môn nào mà thành Phật Sau cùng đều nói ra tất cả đều là niệm Phật Thành Phật nhất định cần phải thông qua thập địa Đã là thập địa thì địa nào cũng niệm Phật đâu có đạo lý không niệm phật phía trước nói thập địa bồ tát niệm phật là nói với chúng ta giai đoạn sau cùng thành phật của bồ tát là tu điều gì Đoạn này là làm chứng minh cho chúng ta Mỗi một vị Bồ Tát đều nói ra bổn duyên của thành Phật Là do nhờ vào niệm Phật mà đạt được Thêm nữa, Đức Phật bảo Ngài A Nan, Ông này khéo trì Trì chính là trì danh Cẩn thận chớ quên mất Không thể quên việc này Là việc gì? Niệm Phật Phật hiểu Chư Phật trong ba đời Quá khứ dị lai hiện tại Đều thuyết niệm Phật tam muội như thế Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Đến làm chứng minh cho chúng ta Ta cùng chư Phật trong mười phương Và ngàn đức Phật trong hiền kiếp Từ sơ phát tâm Vì đều nhờ vào sức niệm Phật ta muội Mà đắc nhất thiết chủng trí Nhất thiết chủng trí là thành Phật nhất thiết chủng trí mà trong quả địa như lai đã chứng được nhất thiết chủng trí trong tiếng phạn xưng đó là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cũng dịch thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là nhất thiết chủng trí Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến làm chứng minh cho chúng ta. Không những một mình Đức Thế Tôn mà ngàn vị Phật trong hiền kiếp. Điều này là ở trước mắt chúng ta ở thế giới ta bà. Trong một đại kiếp này có một ngàn vị Phật ra đời. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là thứ tư. Đức Di Lạc đến thành Phật là thứ năm một ngàn vị Phật ý tu hành chứng quả từ sơ phát tâm đều là gì nhờ vào niệm Phật tam muội mà đắc nhất thiết dụng trí ngàn vị Phật trong hiền kiếp làm thế nào thành Phật là niệm Phật mà thành Phật vì thế đức mi đà cũng như đức thích ca thế tôn và đức như lai trong mười phương từ sơ phát tâm đều nhờ vào niệm phật tam muội mà chứng vô thượng bồ đề nên chỉ thích nhớ niệm chư phật vậy nhạo ở đây là ưa thích thích điều tốt thích nhớ niệm chư phật chư phật chính là ami đà phật danh hiệu của ami đà phật có thể dịch thành chư phật cầu ami đà phật này là tiếng phạn nếu dịch hoàn toàn sang chữ nước ta thì không phải là không thể dịch được mà là tôn trọng nên không dịch a à, dịch là vô mi đà dịch là lượng phật dịch là giác a à, mi đà phật chính là vô lượng giác vậy chúng ta nghĩ xem có một vị phật nào không phải là vô lượng giác vô lượng giác là thành phật thành phật liền chứng được vô lượng giác vô lượng giác chính là nhất thiết dũng trí nói ở đây vô thượng bồ đề bồ đề là giác chính là vô lượng giác nên đoạn này vô cùng quan trọng đức thế tôn ở chỗ này đích thân làm chứng minh cho chúng ta chứng vô thượng bồ đề nên chỉ thích nhớ niệm chư phật tiếp theo sở tu thiện căn chỉ chư Phật sở tu chi công đức Làm thế nào để tu nhớ niệm đức của Phật 48 nguyện của Ami Đà Phật Tu hành trong năm kiếp Thành tựu Báo độ của thế giới cực lạc chúng ta cần phải biết nguồn gốc của báo độ ngài là tham phỏng hiện nay chúng ta nói nghiên cứu khảo sát tất cả cõi nước chư phật trong mười phương lấy ưu bỏ khuyết điều tốt trong tất cả cõi nước chư phật thì lấy tất cả những điều không tốt thì không cần vì thế tạo thành thế giới tây phương cực lạc thế giới đó vượt trội hơn cõi nước của tất cả chư phật bởi vì thế giới đó là tập hợp sự thành tựu to lớn của chân thiện mỹ huệ trong cõi nước tất cả chư phật Không có thế giới nào có thể vượt hơn thế giới cực lạc. Nhớ nghĩ đức của Phật. Đó là sự thành tựu của A Di Đà Phật. Cảm ơn mong báo đáp. Chúng ta dùng phương pháp nào để cảm ơn? Dùng phương pháp gì để báo ơn? là tín nguyện trì danh giảng sanh tịnh độ chính là báo ân của a mi đà phật đến thế giới tây phương cực lạc hạ hạ phẩm giảng sanh ở đồng cư độ tức do trong nguyện thứ 18 nói chưa có công phu cả đời tạo ác ngũ nghiệp thập ác chưa từng niệm phật là không tin phật lúc mạng sắp hết tướng địa ngục hiện ra lúc ấy hoảng hốt sợ hãi gặp được bạn lành khuyên họ tin có thế giới cực lạc tin có a mi đà phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì điều kiện đến thế giới cực lạc đầy đủ rồi. Sau đó niệm 10 tiếng, thậm chí một tiếng. Một tiếng thì thế nào? Họ liền tắt thở. Chưa niệm được 10 tiếng thì họ đã tắt thở. Đều có thể giảng sanh. Đà Phật đến tiếp dẫn họ xanh đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc thật sự có bốn độ ba bậc chính phẩm cấp bậc khác nhau nhưng như thế nào thế giới đó đãi ngộ bình đẳng đây là điều không có trong mười phương thế giới thế giới cực lạc sáng tạo độc đáo đãi ngộ bình đẳng chính là nói Người giảng sanh hạ hạ phẩm ở phàm thánh đồng cư độ thì trí huệ bình đẳng, đạo lực bình đẳng, thần thông bình đẳng, tất cả thọ dụng thấy đều bình đẳng với Pháp thân Bồ Tát. Giảng sanh của thật báo độ. không đến nơi đó vậy quý vị còn muốn đến chỗ nào muốn đi thì phải toàn lực để đi chúng ta buông xuống hoàn toàn thế gian này Mi đà phật nói bây giờ ta dẫn con đi lập tức đi liền không có suy nghĩ nếu quý vị còn có điều gì vướng mắt không còn nữa không còn gì cả thì thật sự có thể đi được chúng ta lúc nào cũng phải có ý niệm này thật sự đi được đến lúc đó đức phật thật sự đến tiếp dẫn chúng ta không hoài nghi chút nào nếu hoài nghi thì ngài không tới nữa chúng ta dựa vào ngài là chắc chắn rồi nhất định không còn hoài nghi thiện căn đã tu chỉ công đức mà chư phật đã tu nhớ nghĩ đức của phật mong báo đáp ơn sâu mong sao bằng được đó là nhớ phật trong kinh nói điều này khai thị vô cùng quan trọng không cần nhiều Nhớ mấy câu này là được rồi Để trong tâm Nhớ tới công đức của Ami Đà Phật Cảm ơn Ngài Đã kiến lập thế giới Tây Phương cực lạc Tiếp dẫn những chúng sanh Tạo tác ác nghiệp như chúng ta đây chúng ta cũng có thể có cơ hội giảng sanh bất thoái thành phật đến thế giới tây phương cực lạc thì trí huệ thần thông đạo lực bình đẳng với pháp thân bồ tát chúng ta biết niệm phật là thù thắng nhất phải nhớ kỹ câu này nên thập địa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, địa nào cũng niệm A Đà Phật. Này mong bằng được, nên cũng cần phải trì danh niệm Phật. Danh hiệu đầy đủ dạng đức, tổng nhiếp tất cả thiện căn. Chúng ta còn muốn tu điều gì? bất luận tu tập thiện căn nào đều không bằng một câu phật hiệu này vì sao bởi một câu phật hiệu này tổng nhiếp tất cả thiện căn một câu phật hiệu thấy đều đầy đủ toàn bộ tất cả thiện căn không sót thứ nào một câu phật hiệu này thì danh hiệu của hết thảy tất cả chư Phật đều ở trong đó, không sót vị nào. Cho đến danh hiệu của Bồ Tát, danh hiệu của Bồ Tát là tu đức. Danh hiệu của Phật là quả đức. Tu đức viên mãn, quả đức viên mãn cũng trong một câu A Di Đà Phật này. niệm câu này thì đều đã niệm được tất cả rồi căn tánh của chúng sanh khác nhau tập khí phiền não đều rất nặng có người thích niệm bốn chữ phật hiệu có người thích niệm sáu chữ phật hiệu tôi biết đạo tràng tĩnh tông thời xưa ở nước ta rất nhiều vì sao cần nhiều như vậy bởi để phù hợp với duyên phận của mỗi người người thích niệm bốn chữ thì niệm phật đường của bên đó chuyên niệm bốn chữ người thích niệm sáu chữ thì niệm phật đường của bên kia chuyên niệm sáu chữ người thích niệm lớn tiếng thì nơi đó niệm lớn tiếng người thích niệm thầm nhỏ tiếng thì một niệm phật đường khác họ dụng công ở đó tốt đều có thể thành tựu không có ai mà không giảng sanh tôi nghe nói hiện nay trong một niệm phật đường xảy ra vài người với thói quen khác nhau đang làm ồn ào thậm chí đánh nhau đây không phải đệ tử phật đây là đệ tử của ma vì sao bởi đến phá hoại tịnh tông khiến mọi người đều không thể giảng sanh điều này sai rồi nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng tán tháng tăng tu bất cứ pháp môn nào cũng đều tán tháng tại sao bởi pháp môn bình đẳng không có cao thấp tất cả pháp môn là do đức phật thuyết nếu quý vị không tin Quý vị muốn phản đối Không phù hợp với ý của quý vị Quý vị muốn thay đổi Vậy thì quý vị phản đối đối với Phật Bồ Tát Bất mãn đối với Phật Bồ Tát Muốn Phật Bồ Tát theo quý vị Thuận theo ý của quý vị Làm gì có đạo lý này? Khi Đại sư Liên Trì còn ở đời Trong trúc sông Tùy Bút Có một đoạn thế này Do chính Ngài ghi chép Đây không phải lời giả Có người hỏi Ngài Thầy niệm Phật thì cách niệm thế nào? Ngài nói Ngài niệm bốn chữ A-mi-đà-phật còn thầy khuyên người khác cách niệm thế nào dạy người khác tôi dạy người khác niệm sáu chữ nam mô a mi đà phật người ta hỏi ngài vậy có gì khác nhau ngài liền nói đời này tôi quyết định cầu sanh tịnh độ nên lượt bớt hai chữ nam mô nam mô là quy y là cung kính là lễ bái không cần nói lời khách khí này nữa Bốn chữ là được Tôi khuyên người khác niệm Phật Họ chưa hẳn chịu giảng sanh Nếu họ không chịu giảng sanh Thì thêm Nam Mô là tốt Quy y Ami Đà Phật Quy mạng Ami Đà Phật Lễ kính Ami Đà Phật Thêm điều đó thì tốt Kết duyên tốt với Ami Đà Phật Đời sau gặp được duyên Thì có thể giảng sanh giảng rất rõ ràng rất sáng tỏ chỉ cần chịu niệm là tốt đời này quyết tâm muốn giảng sanh thật sự càng đơn giản càng tốt bốn chữ sẽ tốt hơn sáu chữ sáu chữ thì nhiều hơn hai chữ đại đạo chí giảng Pháp môn này Dễ hành, khó tin Thật sự khó tin Ghi nhớ 84.000 pháp môn Bao gồm cả tịnh tông ở bên trong Chưa buông xuống thân kiến Chưa buông xuống biên kiến là chướng ngại rất nghiêm trọng. Còn có thành kiến cho mình là đúng. Khi người khác bất hòa với ý của tôi thì tôi phải bài xích họ. Điều này là không được. Đầu đầu cũng đối lập với người tôi niệm bốn chữ người khác niệm sáu chữ tôi liền muốn đối lập với họ tôi liền phản đối họ vậy có được không không thể giảng sanh vì sao không thể giảng sanh bởi điều người ta tu rất tốt tâm tu đến thanh tịnh bình đẳng giác quý vị gây phiền phức với họ phá hủy toàn bộ công phu của họ A Mi Đà Phật thì tiếp dẫn giảng sanh, còn quý vị là muốn giữ tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi, không để họ đi, có phải là ý này không? Vậy không phải là Phật pháp. Thật sự là đệ tử của Phật đối với vô lượng pháp môn do Đức Phật đã thuyết đều phải cung kính lễ bái cúng dường mỗi một pháp môn đều đối với một loại căn cơ nào đó họ đều được lợi ích làm sao quý vị có thể loại bỏ pháp môn ấy những điều này đều là do không thông đạt đối với giáo lý mà tạo nên ở đây nói lên học tập kinh giáo nghe kinh quan trọng giúp quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật quý vị khởi tâm động niệm lời nói việc làm có thể tùy thuận giáo huấn của đức phật đây là đệ tử phật chân chánh người đã có thành tựu thì cần phải khiêm tốn không thể dùng sự khinh thường điều đó là sai lầm sự suy yếu của phật giáo không phải suy vào ngày nay được đẩy lên ít nhất hai trăm năm một trăm năm trước đã lơ là không coi trọng nữa cầm đầu là từ hy thái hậu nhưng dẫn dắt không tốt tự xưng là lão phật gia đạt phật bồ tát thánh hiền ở hai bên là khinh mạng các hoàng đế của các triều đại trước đây đặc biệt là thời nhà thanh đều là đệ tử của phật môn đều cung kính đối với Phật Bồ Tát. Chỉ có lão Phật gia ý không cung kính. Sau khi Triều Thanh mất nước, xã hội Trung Hoa động loạn. Cho đến khi kết thúc 8 năm kháng chiến. Đối với Phật giáo, chính phủ không có quản lý, không ai quan tâm, tự sanh, tự diệt. còn có một số người tu hành chân chánh pháp sư giảng kinh tôi vẫn gặp được vài người những người ấy hiện nay đều không còn nữa đích thực không có người kế thừa làm sao đây người kế thừa của phật giáo yêu cầu thì điều kiện không cao chỉ cần thật thà nghe lời thật làm có thể tuân thủ tốt các điều giới cơ bản đó chính là tam quy ngũ giới thập thiện sa di luật nghi Mọi người cùng ở trong Một đạo tràng Lục hòa Tam học lục độ Thập nguyện phổ hiền Là đủ rồi Đều có thể thực hiện Đều có thể làm được những điều đó Thực hiện trong cuộc sống Thực hiện trong công việc Thực hiện trong xử việc đối người tiếp vật Đó chính là Một đệ tử nhà Phật của tiêu chuẩn hiện đại ngũ giới chính là ngũ thường mà nhà nho nước ta nói không sát sanh là nhân không trộm cướp là nghĩa không tà dâm là lễ không uống rượu là trí Không giọng ngữ là tính Hoàn toàn giống giới Giới căn bản của nho gia Nhân nghĩa lệ trí tính Văn hóa truyền thống của người nước ta ưu tú. Văn hóa truyền thống là nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa nên chúng ta học tịnh nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng chúng ta thực hiện trong đệ tử quy từ tâm bất sát thực hiện trong thái thượng cảm ứng thiên của nhà đạo tiếp theo là tu thập thiện nghiệp thực hiện trong kinh thập thiện nghiệp đạo quý vị xem tốt biết bao Ba gốc nho Phật Đạo Cấm gốc ở trong đó Phải niệm nhuần nhuyễn Phải ghi nhớ ba điều này Mọi lúc, mọi nơi Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Đều phải tuân thủ giáo huấn Của Phật Bồ Tát Thánh Hiền không phạm lỗi lầm đó gọi là trì giới thật thà nghe lời thật làm không kể tu học pháp môn nào cũng sẽ thành tựu nắm chắc ở thâm nhập một môn quân tu lâu dài không nên tham nhiều mà một môn làm chuyên gia chứ không làm thông gia một môn dễ đắc tam muội dễ khai ngộ triệt ngộ rất khó đại ngộ thì có thể tiểu ngộ thì chắc chắn có phần tiểu ngộ cũng rất hữu dụng rồi nhất định phải đoạn tham sân si mạng nghi chắc chắn không thể ngạo mạn không thể hơn thua tranh phần thắng với người khác điều này là không được Về ngạo mạn ngay cả nhà nho cũng cấm kỵ khổng tử cũng nói người có tập khí ngạo mạn thì những điều khác không cần nói nữa Lời nói này hay, nếu như có tài năng và vẻ đẹp của Chu công mà làm việc kiêu ngạo và keo kiệt thì những thứ khá không đáng để xem xét. Học Phật học đạo càng không thể có tâm ngạo mạn. Không được có tâm đố kỵ, không được có tâm tham, không được có sự sân giận. tịnh tông đặc biệt thù thắng. Tôi học Phật, đã học hơn 30 năm mới tiếp nhận. Nên trên kinh nói là Pháp khó tin, thì sự thể hội của tôi sâu hơn người khác. Tôi là từ những đại kinh, đại luận, hoa nghiêm, pháp hoa, lăng nghiêm, mà sáng tỏ đạo lý này lúc tuổi già quy tâm về tịnh độ tôi cảm thấy tôi nắm chắc điều này còn các pháp môn khác tuy học suốt mấy chục năm nhưng không nắm chắc pháp môn niệm phật đáng tin cậy Phải ghi nhớ mấy câu nói ở chỗ này Trì danh niệm Phật Là đầy đủ dạng đức Tổng nhiếp tất cả thiện căn Nên biết Thật tha trì niệm Thật sự ngầm nhiếp lấy Nhớ nghĩ công đức của Phật Tốt biết bao Khó được biết mấy Thêm nữa trong an lạc tập ghi Hoặc có tam muội chỉ có thể trừ tham không thể trừ sân si hoặc có ta muội chỉ có thể trừ sân không thể trừ si tham hoặc có ta muội chỉ có thể trừ si không thể trừ tham sân hoặc có ta muội chỉ có thể trừ được chướng hiện tại không thể trừ tất cả các chướng trong quá khứ và vị lai Những lời này đều là nói với chúng ta. Năm xưa khi Đức Thế Tôn ở đời, tất cả pháp môn đã thuyết trong 49 năm. Có đại thừa, có tiểu thừa, có hiện giáo, có mật giáo. Khi Ngài còn tại thế, cả đời đích thực là mở trường học. Hơn nữa, thứ tự rõ ràng. Trước mở trường tiểu học, Tiếp dẫn hàng sơ cơ chính là tiểu thừa. Tiểu thừa mở bao lâu? Là 12 năm. Giảng A Hàm. Mười hai năm sau lại tiến lên mở trường trung học, giảng phương đẳng, tám năm. Thời gian học tập dài hơn chúng ta hiện nay tiểu học hiện nay là sáu năm trung học ba năm tiểu học của phật là mười hai năm trung học tám năm sau đó nâng lên đến đại học là bát nhã hai mươi hai năm tám năm sau cùng là pháp hoa niết bàn kinh niết bàn là di giáo di chúc như vậy Pháp Hoa làm chủ Tám năm Pháp Hoa Đó là diện nghiên cứu Giảng đạo lý thành Phật Giảng phương pháp thành Phật Đạo lý được giảng rõ ràng Nhưng phương pháp vẫn là niệm Phật 53 tham vấn Của Ngài Thiện Tài Đồng Tử Trong Kinh Hoa Nghiêm Biểu diễn cho chúng ta Từ đầu đến cuối Chính là một câu Phật hiệu Dẫn về cực lạc Do Bồ Tát Phổ Hiền dẫn đầu Trong Kinh Pháp Hoa Long Nữ 8 tuổi thành Phật Đều là niệm Phật Đó là điều chúng ta phải giác ngộ Niệm Phật Tam muội không thể nghĩ bàn quý vị xem điều ngài nói sau cùng nếu có thể thường tu niệm phật tam muội thì bất luận tất cả các chướng trong hiện tại quá khứ hay vị lai thảy đều tiêu trừ ông già bà lão thật thà niệm phật đắc tam muội này Chúng ta xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta. Thân phận mà Ngài thị hiện là không biết chữ, chưa từng đi học. Xuất thân là nông dân. Cả đời làm việc nhà nông. Sống đến 112 tuổi. Chính là một câu Ami Đà Phật Điều sư phụ dạy cho Ngài Một câu Phật hiệu niệm đến cùng cứ niệm liên tục sáng tỏ rồi thì không được nói lung tung không được nói ngài nghe lời thật sự nghe lời thật làm làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta làm tấm gương tốt nhất cho đệ tử phật niệm phật làm tấm gương tuyệt diệu cho đồng học của Pháp môn tịnh tông. Thật sự mong muốn cầu sanh tịnh độ ngay trong một đời. Nên tôi khuyên đồng học một bộ sách là bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ Có rất nhiều người phê bình công kích bản kinh này Nói bản kinh này là do ngụy tạo là giả Không được phép đọc Vô cùng cảm ơn Pháp sư Hoàng Lâm Mười mấy năm qua Đã biên tập một quyển sách nhược yếu phật pháp hưng duy hữu tăng tán tăng tôi cũng có một quyển ở đây cuốn sách này phân biệt kỹ càng làm sáng tỏ sự việc đó việc hội tập không phải ngài hạ liên cư là người đầu tiên người hội tập qua các triều đại rất nhiều kinh phật ban đầu truyền đến nước ta chính là bản hội tập bộ đầu tiên là kinh tứ thập nhị chương từng chữ từng câu đều là do đức phật thuyết nhưng được trích ra từ trong tất cả kinh biên tập thành một quyển sách nhỏ khi phật giáo vừa đến nước ta thuận tiện cho việc học tập của chúng ta đó chính là hội tập điều cấm kỵ lớn nhất trong việc hội tập là không được sửa đổi chữ gốc trong kinh văn đó là điều cấm kỵ chẳng phải không thể hội tập Việc sửa đổi chữ là có Có tình hình này Điều này là bị phê bình Ngài Hạ Liên Cư dùng thời gian 10 năm Để hội tập bản kinh này Mỗi một chữ Đều có xuất xứ Là chữ ở trong một bộ kinh nào Không dám sửa đổi một chữ nào toàn là nguyên văn. Nói cách khác, bản hội tập này là chân kinh. Chữ nào câu nào cũng là do Đức Phật thuyết. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải bộ kinh này. Quý vị xem mỗi một câu, mỗi một đoạn thì ngài đều ghi chú rõ xuất xứ từ đâu đến. Nói rất rõ ràng. Không phải là ý của chính ngài mà là ý của Phật Bồ Tát. Ý của Tổ sư đại đức là chánh tri chánh kiến. Chúng ta hơn 20 năm qua học tập bộ kinh này là không sai đi con đường này là không sai chúng ta phải tiếp tục học cả đời không thay đổi phương hướng một bộ kinh một bộ chú giải một câu phật hiệu niệm đến cùng kinh và chú giải giúp chúng ta phá nghi sanh tính chúng ta đối với pháp môn này đối với kinh và chú giải này sanh khởi tính tâm kiên định sẽ không bị dao động nữa hoàn toàn sáng tỏ rồi sau đó niệm phật cho tốt lời của lão hòa thượng hải hiền nói thành phật là việc lớn những thứ khác đều là giả tốt chúng ta ngay trong hội này nhất định có thành tựu đạt được sự chắc chắn giảng sanh đạt được điều kiện của giảng sanh biết chính mình đời này chắc chắn giảng sanh giảng sanh thật sự thành phật tốt rồi thời gian hôm nay đã hết chúng ta học tập đến đây thôi